Anh công chồng mà chết chết thì với chồng như này mấy lần làm chồng mấy lần nhưng tôi cũng không tính chồng chồng cũng lên cái này chồng lần thứ ba thì có nước thì sang cái này ba lần lễ hội chồng tôi cỡ xem cũng lên thì đấy nhà mất rồi đúng không. Chưa hiểu. Chưa là lần đầu tiên làm lại chưa hiểu. Nó sướng đúng không?